Nó phải canh gác coi có ghe thù không, có chim không, chim ưng hoặc là đại bàng. Khi mà nó phát hiện được có chim ưng hoặc đại bàng, nó sẽ báo động cho cái bầy của nó phải chạy vô hang, trốn đi. Con đó là cameraman, đúng rồi, nó thấy con chim bay xuống là nó sẽ báo động cho con mấy con chim khác, mấy con cầy khác, cầy mé cách.